Chiều nay, Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tổ chức họp mặt cộng tác viên trong và ngoài tỉnh nhằm đánh giá kết quả phối hợp cộng tác năm 2023 và định hướng công tác phối hợp cộng tác năm 2024. Năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tiếp tục được sự cộng tác nhiệt tình của các đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, cộng tác viên đang công tác tại các đơn vị thuộc công an trong và ngoài tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các ngành liên quan. Trong năm, Đài đã nhận và phát sóng hơn 1.340 tin, 222 phóng sự ngắn và 52 chương trình chuyên đề. Nội dung thông tin bám sát tình hình thời sự, phản ánh khá toàn diện những thành tựu nổi bật của địa phương về những vấn đề đặt ra trong đời sống. Qua đó góp phần thông tin kịp thời, phản ánh được tình hình thời sự diễn ra ở các địa phương. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long cũng đã thông tin trong năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình được nâng lên. Nội dung thông tin phong phú, đa dạng, hướng về cơ sở, trong đó có sự đóng góp tích cực của các đơn vị và cộng tác viên. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long mong muốn các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tin bài, chuyên mục, câu chuyện truyền thanh, chú trọng những sự kiện, đề tài hay từ thực tiễn cuộc sống, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Nhân buổi họp mặt, Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có nhiều tin bài cộng tác đạt chất lượng phát sóng trong các chương trình phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long.